Hello, xin chào mọi người. Hôm nay sơn cái vẻ đẻ của cái thành nha mọi người. Cái này mình lũ màu đen rồi nè mọi người. Đó, không? Mình lũ màu đen rồi. Bây giờ bắt đầu sơn cái đẻ nè mọi người. Để đây ta đánh xước vô ha. Để dúng vô cho đó mọi người. Lúc cái cỏ cùng thôi nha. Làm cái cỏ cùng thôi. Ta đánh xước vô trước nè. Xong rồi bắt đầu ta đánh cái cỏ nó khô rồi á, bắt đầu ta mới lúa chính giữa ha. Nè mọi người thấy không? Đơn giản ha mọi người. Nó rè đẻ liền ha. Nhẹ tới cái đầu cỏ thôi nha mọi người. Ghê đừng dè đẻ dở gội đơn giản đó ha, cái là ha riêng cái sơn cái màu đen trước ha, đánh cái cọ nó điều tì chút đẹp. Dè đẻ là đơn giản nhất nha mọi người. Cái thành nó xấu cái nào cũng được một cỡ nó, nhưng mà khi vẽ đá lên là dồn thấy nó tự nhiên, nó sáng sủa, nó đẹp ha. Lâu chia sẻ cho mọi người đó, làm suốt không có quay, không có chia sẻ gì. Là làm lu bu không ở không mọi người, nó còn đi làm rất là nhiều luôn á. Không có người quay ha, làm á mọi người theo vừa sơn này, cái video nó lắc như là ấy luôn, mọi người thông cảm. Máy thì chống rung chống lát, nhưng mà kiểu này sao mà chống được mọi người. Đơn giản thôi mọi người, ai làm cũng được ha, đẹp hay xấu thôi, nhưng nói chung làm thì được. Đây ngờ cao siêu thì đẹp hơn, cũng mới mới thì nói chung là cũng so với mắt thường thì ok, so với mấy anh thợ lành nghề chuyên gia thì nó khác ha. Còn như ở nhà mà muốn làm thì cũng làm được, nói chung là vẫn xài tốt, không có gì đâu. Vì tay mọi người phải chấm cho cỏ khô này ha, cỏ khô bắt đầu lùa lùa đó, đừng có lùa xa quá nha mọi người. Chỗ đậm chỗ lạc nha, đừng có lạc mà đừng có lợt lợt quá, mà đừng có đậm đậm quá dòm, nó không giống tự nhiên, tạo được cái tự nhiên mới đẹp được. Đánh ngang coi nha mọi người, đừng đánh dọc ha, đánh dọc đó là nó nha, đánh ngang thôi. Đánh chừng nào cái cọ mình nó khô rồi mọi người, cỏ mình nó khô rồi ha, bắt đầu tao lũa giữa nè, nó lũa mặt nhẹ thôi nha mọi người, nhẹ nhẹ thôi, phớt phớt thôi là nó tự động nó ra thôi, chứ đừng có đè cái cỏ nha, đè cỏ là nó có vết xước đó mọi người, xước chính giữa là nó rất là xấu ha. Cái đánh sơ sơ đèn đỏ là tự động cái đầu cỏ mình nó ra mọi người, rồi nó đẹp đi nè. Khung này sơn 5 phút là ok mọi người. Nha mọi người ha. Phía ngoài vẫn còn hoài nè ha. Cái sơn giả đá này, cái lót nước lót đó, nó tốn sơn thôi mọi người. Còn cái tạo đá thì nó ít tốn sơn đó. Cái này màu trắng đó mọi người. Tạo đá nó màu trắng ha.
để dưới cũng vậy mọi người, dưới thì ta chấm sơ sơ thôi, dưới này nè, chấm sơ sơ thôi thì giòn nó cũng rất là đẹp thôi. Vút cái đầu cọ khô khô á mọi người. Chúng mình sẽ chia sẻ cho mọi người tí xíu cái sơn giấy đá đó ha mọi người. Thì sơn có màu đen trước ha mọi người. Nếu mọi người muốn giấy đá màu xanh cũng được ha, cái nền màu xanh cũng được. Ok ha, đẹp đẽ hết ha. Tự nhiên không? Trước là cũng sơn hết bên này mọi người. Thôi bye mọi người, hẹn mọi người lại clip sơn gần nhất của chúng mình ha. Rồi bye mọi người.